Nghèo cỡ nào cũng giàu chóng mặt nếu đặt vật này lên bàn thờ thần tài mỗi buổi sáng, buổi tối chỉ cần rung đùi đếm tiền. Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài. Vậy là một tuần nữa đã trôi qua, Diễm Quỳnh rất vui mừng khi mà ngày hôm nay lại được gặp lại quý anh chị và các bạn trong chuyên mục Phong thủy Thần Tài. Quý vị thân mến, không biết từ bao giờ, những người làm ăn buôn bán họ rất coi trọng việc mở hàng vào mỗi buổi sáng mai. Chẳng vậy mà từ xưa kia các cụ nhà ta đã có câu: hỡi cô mua hàng sớm mai, sao cô lại nỡ chưa mua đã về. Điều này không phải là mê tín dị đoan mà là niềm tin tâm linh mang sắc thái tâm lý nhiều hơn. Theo đó, mới sáng ra, vừa mới mở cửa mà đã gặp những người khách hàng đem đến vẻ mặt câu có, khó chịu hay là hỏi mua nhưng lại không mua, khiến cho tâm lý của người bán hàng không được thoải mái, việc làm ăn hôm đó cũng chỉ trệ khó khăn và gặp nhiều đen đủi. Và để hóa giải việc này thì người ta hay cầu nguyện đến thần tài thổ địa, xin các vị thần ngăn cản những người nặng vía như vậy. Ngoài ra cũng là cầu cho buôn may bán đắt. Đặc biệt là khi mở hàng cúng thần tài thì phong thủy mách bảo bạn nên đặt thứ này lên bàn thờ thần tài của gia đình mình cũng như là tại cửa hàng của mình để cả ngày hôm đó đắt hàng, khách vào tới tấp. Buổi tối chỉ cần ngồi rung đùi đếm tiền mà thôi. Vậy thì đó là thứ gì? Chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị ngay sau đây. Nghèo cỡ nào cũng giàu chóng mặt, nếu đặt vật này lên bàn thờ thần tài vào mỗi buổi sáng thì buổi tối rung đùi đếm tiền. Mẹo đặt tỏi lên bàn thờ thần tài vào mỗi buổi sáng sớm. Theo quan niệm phong thủy, ngoài những thứ bắt buộc phải có trên bàn thờ thì người ta còn bày tỏi để dễ dàng bài trừ các đạo trích vong binh, ám muội, giúp cho đường tài vận của gia đình được hanh thông, buôn may bán đắt, gia đạo bình an. Như chúng ta đã biết, từ lâu tỏi được xem là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt. Đây cũng chính là thứ thần dược để chữa các bệnh như cảm cúm, đầy bụng, khó tiêu, viêm họng, ho, thấp khớp, đau nhức xương, tiểu đường, huyết áp, tụ huyết khối. Ngoài ra còn dùng để chống các bệnh như ung thư, sát khuẩn, giảm sưng tấy và có tác dụng như là một thuốc kháng sinh. Còn trong phong thủy, tỏi lại mang ý nghĩa đặc biệt. Nó có tác dụng xua đuổi những điều xấu xa, không may mắn. Đặc biệt hơn là xua đuổi tà ma trong đời sống hàng ngày. Trong quan niệm dân gian, tỏi lại là vật dùng để giảm tinh khí của linh hồn hoặc chống lại và hạn chế những hành động sai trái của những tà sư, kẻ xấu xa, tạo nên những thứ không tốt như là bùa ngải để phá hoại bàn thờ của người khác. Do vậy, mọi người truyền tai nhau là khi đi đêm về khuya hay sợ ma thì nên mang theo củ tỏi bên mình để kỵ tà và tránh những điều không may. Đến đây thì chắc hẳn quý vị khán giả có thể trả lời được rằng bàn thờ thần tài nên có tỏi hay không rồi, phải không ạ? Khi gia chủ đặt tỏi lên trên bàn thờ, sẽ có tác dụng bảo vệ các vị thần linh của mình như thần tài thổ địa, thoát khỏi những tà yêu, sát khí, từ đó giúp cho gia chủ yên tâm và phù hộ độ trì cho gia chủ làm ăn buôn bán thuận lợi. Việc dùng tới tỏi càng đặc biệt quan trọng hơn đối với gia đình kinh doanh. Việc dùng tỏi để thờ cúng ông địa là một đồ cúng không thể thiếu, vì việc làm này sẽ giúp cho công việc kinh doanh của gia chủ ngày càng tốt hơn vì nhờ các đặc tính xua đuổi tà ma, những linh hồn quậy phá. Ngày nay, ngoài bàn thờ gia tiên, ông táo, nhiều gia đình buôn bán kinh doanh còn có cả bàn thờ ông thần tài, ông địa, tức là vị thần đem lại tiền tài, may mắn, giàu có cho gia chủ. Bàn thờ thần tài ông địa thường ở một góc nhà ở dưới đất, trước cửa ra vào để nghênh tiếp tài lộc, chứ không phải ở nơi sạch sẽ trang trọng và trên cao như bàn thờ tổ tiên hay bàn thờ thổ công. Bàn thờ thần tài ông địa là một chiếc khảm nhỏ sơn son thiếp vàng hoặc là một chiếc thùng gỗ dán giấy đỏ xung quanh. Phía trong khảm dán bài vị của thần tài, ông địa được viết trên giấy mực đỏ viết bằng kim nhũ. Trong đó, ngoài những thứ bắt buộc phải có trên bàn thờ, từ xưa nhiều gia đình còn đặt thêm một ít tỏi với ý nghĩa gọi may mắn vào nhà. Nhiều gia đình tuy đã lập bàn thờ thần tài từ lâu nhưng lại không hề biết về việc nên đặt tỏi trên bàn thờ. Theo ông bà ta, khi cúng tốt nhất là gia chủ nên kèm theo một đĩa tỏi 5 củ tươi nguyên, đẹp mắt hoặc thậm chí là cho cả bó tỏi cũng được. Phong thủy cho rằng nên bày tỏi để cho hai vị thần dễ dàng bài trừ các đạo trích vong binh ám muội, giúp cho đường tài vận của gia đình được hanh thông, gia đạo bình an hơn. Thêm nữa, các bạn cũng nên đặt thêm một cốc thiềm thừ, có nghĩa là cốc ngậm tiền ở bên trái. Và nhớ rằng, buổi sáng thì quay cốc ra ngoài, buổi tối thì quay mặt cốc vào bên trong để tiền bạc và phúc khí không bị trôi ra ngoài. Kính trời cầu đất, đó là một ý nghĩa tốt đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt Nam và đại diện cho những vị thần đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ, đó chính là thần tài và ông địa.
Việc thờ cúng này cũng mang ý nghĩa hài hòa giữa trời đất, đem lại sự an khang trong gia đình, thịnh vượng trong làm ăn, buôn bán. Chính vì những ý nghĩa như vậy, việc thờ cúng các vị cũng rất được chú trọng tới. Sự trang nghiêm trong nghi lễ, sự sạch sẽ trong đồ thờ hay những yếu tố bên ngoài không gian đều có ảnh hưởng tới tâm của việc thờ phụng. Ngoài việc đặt tỏi trên ban thờ thần tài, chúng ta còn có thể mua hoa và cắm chúng trên ban thờ. Hoa không chỉ là tô điểm cho ngôi nhà, mà còn tăng vượng khí trên bàn thờ thần tài, giúp cho công việc làm ăn thuận lợi hơn. Hoa anh đào nở rộ chính là một sự lựa chọn hợp lý tượng trưng cho năng lượng của sự khởi đầu mới, mang đến cảm giác tươi mới và trong trắng, cũng là dự báo về tài lộc thăng hoa. Hoa anh đào được dùng trong phong thủy, hỗ trợ tình yêu và hôn nhân, nhưng nó được cho là có tác dụng tốt cho sức khỏe của bạn. Vì thế, cắm một bình hoa anh đào trong nhà, đặt lên trên bàn thờ thần tài là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và gia tăng tài lộc. Ngoài hoa anh đào thì bạn có thể lựa chọn hoa sen tượng trưng cho sự hoàn hảo, dù sống ở bùn nhưng không bị mất đi cốt cách sự tinh khiết. Trong y học phương Đông, các bộ phận của cây sen từ rễ, cánh sen, lá sen đều có tác dụng tốt đối với sức khỏe. Do đó hoa sen sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn giàu sức sống và có vẻ đẹp hài hòa, thanh tịnh. Nếu hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì hoa huệ tây là một loại hoa biểu trưng cho sự thanh nhã, tinh khiết. Người ta cho rằng những người nào yêu thích loài hoa này thường có sự dịu dàng, nhã nhặn. Cùng với những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ truyền thống, hơn nữa trong phong thủy, hoa huệ tây còn mang ý nghĩa giúp cho mọi người bình tâm. Các chuyên gia phong thủy cho rằng đặt một bình huệ tây lên trên bàn giúp cho mọi người xua đi căng thẳng, giữ tâm của mình bình tĩnh và đặc biệt là phù hợp với những người nóng tính. Đặc biệt, khi trồng huệ tây vào trong bình thủy tinh còn mang tới vẻ đẹp sang trọng quý phái mà không tục tĩu. Chính vì vẻ đẹp thanh nhã này cho nên huệ tây được mọi người yêu hoa, lựa chọn khá nhiều. Trong văn hóa Trung Quốc, hoa thủy tiên được tin là giúp bổ trợ để nảy nở sự nghiệp, tài năng, khả năng của một người. Nó được dùng để bài trí nhằm giúp ai đó nhận được phần thưởng xứng đáng, kết quả tốt đẹp cho sự chăm chỉ, nỗ lực trong công việc. Hoa thủy tiên màu trắng thường được dùng nhiều hơn trong phong thủy so với hoa màu vàng. Nhắc đến một loài hoa thủy sinh được nhiều người lựa chọn đặt lên trên bàn làm việc hay bàn thờ thần tài thì không thể nào bỏ qua hồng môn. Loại cây này có màu sắc rực rỡ là đại diện cho sự ấm áp, nhiệt thành và quyết đoán. Trong phong thủy, cây hồng môn mang ý nghĩa của sự may mắn, thu hút tài lộc cho người trồng. Bởi vậy, tại các cơ quan doanh nghiệp, loại cây này được sử dụng khá nhiều. Không chỉ vậy, hồng môn còn có hình trái tim như biểu tượng về tình yêu bền chặt. Trồng một cây hồng môn trong bình thủy tinh càng tôn lên vẻ rực rỡ của chúng. Quý vị thân mến, các cụ nhà ta vẫn có câu có thờ có thiêng, có kiêng, có lành. Tuy vậy, vẫn có những gia chủ mặc dù có tâm thờ cúng nhưng lại mắc phải một số sai lầm khiến cho gia chủ có thể bị mất lộc, vận may của mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để tránh những sai lầm đáng tiếc này quý vị nhé! Không lau rửa tượng thần tài thổ địa. Khi mua tượng thần tài ông địa về, đa số mọi người mua về rồi mang đi thờ cúng luôn mà không lau chùi luôn. Điều này là không đúng phong thủy, bởi muốn để bàn thờ được linh thiêng thì mọi thứ cần phải được sạch sẽ và trang nghiêm. Bạn hãy lấy nước sạch để rửa sạch tượng, đồng thời dùng một ít rượu gừng để tiến hành bao sái các vị thần. Ông thần tài thổ địa chưa có cốt thất bảo. Đây là 7 lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ thần tài, bao gồm ngọc phỉ thúy, hổ phách, gạo vàng thần tài, vàng bạc san hô và đá mã não. Vật thờ này được dùng để dẫn khí và nạp cốt cho các ông thêm sinh khí. Từ đó gia chủ có thể giúp cho bàn thờ thần tài thêm linh thiêng hơn, mang lại nhiều tài lộc hơn. Bàn thờ thần tài chưa có linh vật phong thủy. Thiềm thư và long quy, tỳ hưu là những linh vật rất thiêng trên bàn thờ thần tài. Mỗi loài vật lại có vai trò riêng của mình. Cốc thiềm thư, con cốc có khả năng chiếu nhả tài lộc ra. Long quy lại hóa giải được sát khí, trong khi tỳ hưu lại có tác dụng chiêu tài lộc. Việc bổ sung những vật phẩm phong thủy thiết yếu là điều vô cùng cần thiết đối với gia chủ. Ngoài ra, nếu làm ăn mãi mà chưa phất lên được, có thể do bạn vệ sinh không đúng và đặt sai vị trí. Việc sắp xếp bàn thờ một cách lộn xộn, cộng thêm không chịu lau chùi bàn thờ thần tài thường xuyên, điều này cũng chính là nguyên nhân khiến cho bàn thờ không linh, mất hết tài lộc. Tránh việc đặt bàn thờ ở những nơi ẩm ướt tối tăm như nhà vệ sinh hoặc do kệ bàn thờ không vững chắc hay bị cập kênh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hưởng tài lộc và những tai bay vạ gió. Không chỉ vậy, bạn cũng nên chọn hương nhang tốt và chất lượng. Việc chọn nhang chất lượng quyết định tài lộc của bạn, bởi nhang đẹp sẽ giữ được tàn nhang đẹp,
đây là nơi tụ khí tốt. Do vậy, bạn nên đốt nhang thờ thần tài vào mỗi buổi sáng trước khi mở quán hoặc buổi tối. Việc chọn mua những loại hương nhang tốt sẽ giúp cho khí tài lên trên bàn thờ trở nên tốt hơn. Quý vị thân mến, chắc hẳn là qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã hiểu và biết cách gia tăng tài lộc của mình như thế nào bằng cách đặt tỏi lên trên bàn thờ ông địa, đúng không ạ? Phong thủy Gia Cát rất vui khi được chia sẻ cho quý vị về những thông tin bổ ích này. Để biết thêm thông tin chi tiết về phong thủy thần tài, quý khán giả hãy liên hệ tới số hotline của chúng tôi để được thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy hỗ trợ tư vấn. Hãy nhấn chuông và đăng ký kênh để nhận thông báo cũng như là những video mới nhất của chúng tôi. Tất cả những video mới nhất của chúng tôi đều cập nhật những kiến thức về tử vi phong thủy vô cùng hữu ích mà quý vị sẽ rất là cần thiết trong đời sống hàng ngày của mình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.